Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cơ chế hoạt động của dòng sản phẩm liên kết giữa bảo hiểm và đầu tư mới nhất mang tên RU Đầu Tư Linh Hoạt. RU Đầu Tư Linh Hoạt là sản phẩm bảo hiểm kết hợp 3 yếu tố: đầu tư, bảo vệ và linh hoạt. Vậy 3 yếu tố này kết hợp như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu về sản phẩm vô cùng đặc biệt này nhé! Với cơ chế là một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, người tham gia sẽ đóng một khoản phí cho công ty bảo hiểm. Khoản phí bảo hiểm được phân bổ sau khi trừ chi phí ban đầu. Chúng ta sẽ đề cập chi phí này ở phần sau, sẽ được đem đi đầu tư vào các quỹ mà khách hàng đã chọn trong danh mục 6 quỹ Ruling của Prudential, bao gồm cổ phiếu Việt Nam, tăng trưởng, cân bằng, bền vững, trái phiếu Việt Nam và bảo toàn. Bên mua bảo hiểm có thể chọn mua từ 1, 2 hoặc cả 6 quỹ Ruling với mức độ rủi ro và khả năng tăng trưởng khác nhau. Mỗi quỹ Ruling sẽ có chính sách đầu tư và danh mục đầu tư khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi ngân hàng và tín phiếu kho bạc. Mỗi quỹ Ruling được chia làm nhiều đơn vị quỹ khác nhau. Phí bảo hiểm được phân bổ của khách hàng sẽ được quy đổi ra thành các đơn vị quỹ. Giống như việc mua đất đai, mỗi quỹ của Ruling là một lô đất khác nhau và đơn vị quỹ chính là từng mét vuông trong mỗi lô đất đó. Tùy vào tình hình đầu tư, giá đơn vị quỹ của mỗi quỹ Ruling sẽ khác nhau. Giống như mỗi lô đất có giá trị mỗi mét vuông đất khác nhau, giá trị quỹ hợp đồng của khách hàng sẽ bằng tổng số lượng đơn vị quỹ mà họ sở hữu nhân với giá mỗi đơn vị quỹ tương ứng. Kết quả đầu tư không làm thay đổi số lượng đơn vị quỹ của khách hàng, giống như mảnh đất đã mua không thêm bớt vài mét vuông, mà giá của mỗi mét vuông đất sẽ có sự thay đổi, phản ánh kết quả đầu tư. 6 quỹ Ruling cũng giống như 6 lô đất, sẽ có sự thay đổi, tăng giảm khác nhau. Ví dụ như giá ban đầu khách hàng mua là 20.000 đồng trên một đơn vị quỹ, với giá này khách hàng mua được 1.000 đơn vị quỹ, và tổng giá trị quỹ ban đầu là 20 triệu đồng. Nếu giá đơn vị quỹ 3 tháng sau tăng lên 25.000 đồng trên một đơn vị quỹ, thì giá trị quỹ 3 tháng sau của khách hàng là 25 triệu đồng. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận trên đơn vị quỹ của khách hàng sẽ đạt 25%. Nếu giá đơn vị quỹ 3 tháng sau giảm còn 15.000 đồng trên một đơn vị quỹ, thì giá trị quỹ lúc đó sẽ là 15 triệu đồng. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận đầu tư của đơn vị quỹ là âm 25%. Quỹ có tỷ trọng cổ phiếu cao sẽ có khả năng biến động cao hơn so với quỹ đầu tư nhiều vào danh mục trái phiếu hoặc tiền gửi. Bên cạnh đó, khách hàng có thể chủ động đầu tư thêm để có cơ hội gia tăng giá trị tài sản hoặc rút tiền để thực hiện các nhu cầu cá nhân. Một khoản chi phí ban đầu cũng được áp dụng đối với mỗi lần thực hiện đầu tư thêm. Theo thời gian, giá trị của các đơn vị quỹ có thể lên hoặc xuống tùy theo kết quả đầu tư. Do vậy, tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro và nhu cầu đầu tư, khách hàng hoàn toàn có thể chủ động hoán đổi quỹ đầu tư bằng việc yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị của các quỹ hiện tại để có sự phân bổ danh mục phù hợp tại từng thời điểm. Khách hàng có thể yêu cầu hoán đổi quỹ bất kỳ lúc nào và không hề mất chi phí. Với bản chất là một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, RU Đầu Tư Linh Hoạt mang đến chức năng bảo vệ tài chính cho khách hàng. Vậy yếu tố này được vận hành như thế nào? Khi khách hàng tham gia, sẽ lựa chọn một con số gọi là số tiền bảo hiểm. Bản chất của số tiền bảo hiểm này chính là khoản công ty bảo hiểm phải trả cho khách hàng khi rủi ro không may xảy ra với người được bảo hiểm, trong trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, bên cạnh khoản đầu tư tại thời điểm của sự kiện bảo hiểm. Khách hàng có thể lựa chọn mua thêm các sản phẩm bổ trợ để gia tăng quyền lợi bảo hiểm trước nhiều loại rủi ro khác nhau như nằm viện, bệnh hiểm nghèo, tai nạn. Vậy phí bảo hiểm sẽ được công ty sử dụng ra sao? Đối với phần phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm đóng thêm,
công ty sẽ thu một khoản phí gọi là phí ban đầu. Phí ban đầu trên phần phí bảo hiểm cơ bản sẽ chỉ thu trong 4 năm đầu, và phí ban đầu trên phần phí bảo hiểm độc thêm sẽ áp dụng với mỗi lần khách hàng đầu tư thêm. Khoản phí tiếp theo là phí bảo hiểm rủi ro. Khoản phí này được khấu trừ hàng tháng bằng cách bán các đơn vị quỹ của hợp đồng để đảm bảo duy trì quyền lợi bảo hiểm rủi ro. Phí bảo hiểm rủi ro thay đổi tùy theo mức bảo vệ lựa chọn, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thời hạn bảo hiểm, cũng như tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm. Phí quản lý hợp đồng tương tự như phí bảo hiểm rủi ro sẽ được khấu trừ hàng tháng bằng cách bán các đơn vị quỹ hợp đồng. Mức phí quản lý hợp đồng đối với RU đầu tư linh hoạt là 40.000 đồng mỗi tháng. Phí quản lý quỹ được công ty quản lý quỹ tính trực tiếp trong giá đơn vị quỹ công bố, và khách hàng không cần phải bán bớt đơn vị quỹ để chi trả cho chi phí này. Tóm lại, phí bảo hiểm khách hàng đóng sau khi trừ chi phí ban đầu cùng với các khoản thưởng sẽ được quy đổi thành các đơn vị quỹ để mang đi đầu tư theo nhu cầu của khách hàng. Trong suốt thời gian hợp đồng, bên cạnh các khoản tiền khách hàng rút ra, công ty sẽ khấu trừ các khoản phí từ giá trị tài khoản hợp đồng để đảm bảo duy trì các quyền lợi bảo hiểm và quản lý hợp đồng. Riêng chi phí quản lý quỹ đã được tính toán trong giá đơn vị quỹ trước khi công bố. Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã đi qua cơ chế hoạt động của sản phẩm RU đầu tư linh hoạt rồi. Thực sự đây là một sản phẩm rất hấp dẫn và đặc biệt đúng không nào? Cùng chat với robot hoặc liên hệ với các tư vấn viên của chúng tôi để được tư vấn ngay hôm nay nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.